Kinh văn. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân biệt, ngay đó phát sinh, ngay đó mà nghiệp luân chuyển. Giảng. Ngay khi đọc xong đoạn kinh văn này, quý vị sẽ khiếp sợ ngay, quý vị sẽ bị sửng sốt. A Nan, tất cả chúng sinh luân hồi trong thế gian. Đức Phật gọi A Nan và nói: tất cả mọi chúng sinh trong thế giới này trôi lăn trong dòng sinh tử, lưu chuyển sống chết. Họ quay như bánh xe, có khi họ sinh ở cõi trời, có khi đọa vào địa ngục, có khi họ thành Atula, có khi họ làm người, có khi họ làm súc sanh, có khi họ làm quỷ đói. Bánh xe quay mãi trong lục đạo luân hồi, không bao giờ ngưng nghỉ, là do hai thứ vọng kiến điên đảo phân biệt. Bánh xe luân hồi sinh tử ấy được xoay chuyển bởi hai thứ điên đảo do thức tâm phân biệt và khởi tà kiến. Những tà kiến này xuất phát từ biệt nghiệp và cộng nghiệp, ngay đó phát sinh, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, khi mà những tà kiến này sinh khởi, thì ngay đó mạng nghiệp luân chuyển. Bất kỳ cái gì được xem hư vọng có nghĩa là nó không chân thật. Tà kiến nghĩa là sao? Nếu chúng ta có sự hiểu biết chân chính thì núi sông, đất liền, nhà cửa, lầu cát đều chẳng hiện hữu. Đó là biểu hiện của thực tại. Thế thì, vì vốn xưa nay chẳng có vật gì cả, vậy tôi sẽ sống ở đâu? Quý vị sẽ hỏi, đừng bận tâm. Quý vị vẫn sống trong nhà đó thôi. Bất kỳ lúc nào những tà kiến ấy phát khởi, dòng luân hồi sinh tử liền theo nghiệp luân chuyển ngay. Nghĩa là quý vị nhận ngay quả báo tương ưng với những việc quán chiếu đã tạo, cả biệt nghiệp lẫn cộng nghiệp. Nếu quý vị làm việc thiện, sống đạo đức, thì quý vị sẽ được sinh ở cõi trời. Nếu quý vị gây tội ác, quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục. Kỳ quý vị đã tạo nghiệp gì, nó đều dẫn đến một quả báo tương xứng mà quý vị phải trải qua. Trong bất kỳ nơi nào, dù quý vị có tạo một nghiệp cá nhân riêng biệt, thì quý vị sẽ phải chịu quả báo tương ứng trong dòng sinh tử luân hồi. Phật Pháp rất là vi diệu. Những ai ở trong Phật Pháp có thể chưa nhận biết được sự lợi lạc của Phật Pháp đối với mình. Những ai chưa phải là người Phật tử cũng sẽ không tìm thấy được điều gì sai trái khi chưa thâm nhập Phật Pháp. Nhưng trong đạo Phật, một mảy may việc thiện hoặc mảy may việc ác mà quý vị tạo nên đều có quả báo. Và quả báo ấy không bao giờ sai sót dù chỉ bằng một mảy lông. Phật giáo hoàn toàn tự do và bình đẳng, tuyệt đối không thiên vị. Tại sao nói không thiên vị? Vì hết thảy mọi loài chúng sinh, từ loài ngạ quỷ cho đến chúng sinh trong địa ngục, đều có thể thành Phật nếu họ phát tâm tu đạo. Ngay cả những người xấu ác nhất cũng có thể thành Phật. Ngay cả những loài vật ác nhất cũng có thể thành Phật. Ngoại đạo nói rằng người cực ác thì luôn luôn là kẻ ác và chẳng có cách nào độ họ được cả. Nhưng vào đời Minh, có con hổ đã lại Đại sư Liên Trì xin làm đệ tử và xin được hộ vệ cho ngài. Bất kỳ Đại sư Liên Trì đi đâu, hổ đều đi theo. Không ai sợ Đại sư Liên Trì, nhưng khi thấy dáng hổ, mọi người đều tránh xa. Họ vừa thấy bóng hổ là đã bỏ chạy và la: "Hổ đến!" rồi tìm chỗ ẩn náu. Chư tăng đều phải khất thực để sống, Đại sư Liên Trì cũng như vậy. Ngài cũng phải đi khất thực. Khi nào ngài không còn gì để dùng, ngài bảo đệ tử hổ đi khất thực. Quý vị sẽ hỏi, nhưng mọi người ai cũng sợ hổ, ai dám mang vật phẩm đến cúng dường? Quý vị hỏi rất đúng, nhưng Đại sư Liên Trì đã dạy con hổ này phải hiền từ, không được hại người. Thế nên sau thời gian dài, ai cũng biết con hổ này là một con hổ hiền lành, không ai còn sợ nó nữa.
Lại nữa, Đại sư Liên Trì lại dạy nó khi đi vào trong làng thì phải quay lưng lại mà đi. Thế nên ban đầu người ta không sợ hãi khi thấy cái đuôi hổ hơn là thấy cái độc. Lại nữa, các đệ tử của Đại sư Liên Trì đều công nhận pháp lữ hổ của mình đã đến. Người đã quy y trước thì xem hổ là sư đệ hổ, người quy y sau thì xem hổ là sư huynh hổ. Khi hổ đến, ai cũng tìm cách cúng dường. Người này cúng 3 đô la, người kia cúng 5 đô la, người cúng 8 đô la, người cúng 10 đô la. Sau khi đã lần lượt khất thực khắp mọi nhà, thầy trò cũng vừa đủ thực phẩm để dùng suốt một năm. Thế nên, mặc dù hổ là loài rất dữ, nhưng cũng biết quy y và hộ trì Tam Bảo. Nó không hẳn là ác lắm, và trong tương lai nó sẽ được thành Phật. Đây là một ví dụ về sự bình đẳng trong Phật Pháp. Phật Pháp cũng rất tự do. Việc thiện ác do quý vị làm là quyền của quý vị, không ai ngăn cấm quý vị được cả. Không ai bảo quý vị phải tuyệt đối làm điều thiện và không được làm việc ác cả. Tôi chỉ có thể khuyến khích quý vị không nên làm điều ác. Nhưng nếu quý vị dứt khoát làm ác, thì tôi cũng chẳng thể nào là một nhà tù riêng để giam những đệ tử tôi không nghe lời dạy. Chẳng có luật lệ nào như vậy trong Phật Pháp cả. Không có chuyện bắt người ta vào tù để khiến họ phải cải tạo tâm tính cả. Ha ha ha,